Trời ơi, bồng đi, tranh thủ đi anh. Đâu phải muốn bồng gì cầm là dễ đâu, bồng vô là dính vô là có con á. Đó. Tưởng con đi tuổi trẻ Phật giáo chứ, tôi khoái anh trai đó lắm, tiền chừng. Trời ơi. Ủa giòn tan trai quá, gái cũng thích luôn á trời. Bà cầm đang kêu bán xe đúng rồi, nãy có giao giá bên chợ tốt á, bán chiếc này là 2 triệu. Với một cái vui vẻ. Trời ơi là trời. Ta nói ta bán xe hàng nào. Ai biết con cái chợ tốt đăng cái xe y hệt gì cầm luôn á. Cái biển số xe không có nào anh Bảo đăng không anh Bảo. Đó trên chợ tốt thấy có đăng xe gì luôn á. Bà lấy số của bà mới được. Số bà đăng ký với tài khoản. Rồi mốt người ta gọi cho bà. Ai với ai đi ăn vậy em? Dạ là có em với dì Sơn với với gì chất với anh Dậu nha anh Tân Nguyễn ơi. Tưởng con này cửa trẻ Phật giáo trời ơi. Bà mộng cầm đi khách giá ổ bánh mì hả? Trời ơi giá nào cũng đi nha, đâu nhất thiết phải ổ bánh mì đâu. Ăn buffet đâu có ngon, đi kiếm nhà hàng cào ăn mới ngon. Trời ăn mà ăn ngàn cào chắc hơn 1 triệu anh ơi. Mà giờ gì chất thích ăn ăn cua anh Vũ Nguyễn ơi. Ở Sài Gòn rất nhiều nhà hàng ngon lắm. Dạ cái đó tụi em biết nhưng mà quên giá nó cao lắm anh, 1 triệu không đủ mà. Nói chung gì chức đang thích ăn cua anh ơi. Chú ốc ơi, đụng lúa là cua ăn, cua gẹn thoải mái anh ơi. Đâu có, em chuyên tranh luận với cha nội đó. Nói nó hay chửi gì chức, trời ơi. Đẩy lại luôn em ơi, dòng tan. Đúng rồi, xe mình cầm bán 2 triệu mốt với giá khuyến mãi một phát. Đúng rồi, chính bánh đồ ơi, dòng tan. Sao em bảo đi chức, gì cầm không đi. Dạ anh Vũ Nguyễn anh gửi có 1 triệu à, với anh mời 4 người anh Tân Nguyễn ơi. Đúng không? Ở trong ngoài xong như Quỳnh đếm nào lên nó lên trước đi. Khỏi xế để vô ngoài giờ xưng nói vô. Sao em ạ? Đúng rồi Vũ Nguyễn, vì cầm đồ mới quá trời, có mấy bộ đồ xào cới xào lui hoài. Giòn tan khuya hoài đó. Gẹn cái nói gì cầm so với đồ mới sao bận có mấy bộ cũ. Để Tết nha. Để bận cái đi chơi. Rồi mấy bộ mà để Tết. Không. Để tóc, mặt, bỏ đồ cổ. Kìa, có người cho bọn cầm 500k kìa. Ai cho? Quỳnh vô đây ngồi chứ đâu vậy? Có người cho cầm, ủa ra đây gặp anh Bảo riêng đó trời. Không có làm gì nha đi cầm. Không được nha. Không có đi ra với anh Bảo riêng nha, anh Bảo có vợ rồi đó. Cái gì? Kìa, có người cho gì cầm 500 ngàn kìa. Thì chất đưa 500 ngàn cho gì cầm chứ đi chất. Kìa, có người... Ừ, dạ, không có đây. Đồ bán hết rồi, đúng rồi. Mộng cầm cho mộng cầm 500k còn không báo cho mộng cầm đi. Bà cầm có 2 bộ đồ thôi, trời ơi. Đó mọi người xem rất là chú ý nha. Cho mộng cầm 500 bộ đồ. Thế lấy không là sao, đồ thế là đồ gì ta? Trời ơi, sao cái miệng quá trời vậy? Tới công chuyện của Huy Nguyễn ơi. Tiền Trần nó chửi gì chức 100 clip đủ. Chửi đủ 100 clip xong nó kêu dĩ hoài như quý. Thấy mâu thuẫn không? Lại cha trời ơi. Dưới đi. Mày thằng ba hả? Tại đi thấy ông. Nó đâu lại đâu quán. À. Đang lại rồi chứ quán đi, gao lên. Sao nó gì ăn? Giờ đi ăn đi chứ bán. Dẹp rồi. Đi ăn. Rồi ăn gì chứ đòi đi ăn nha cả nhà ơi. Nói chung. Nói chung ăn là coi em quay clip nha anh. Quay chừng nào đi rồi đi ăn nè. Tới giờ nhảy sexy đi. Thì chứ. Thôi mệt lắm mới chứ. Bây giờ nhảy người ta mới cho tiền đi ăn. Giờ ăn là cự ai trả tiền nha vậy. Có đâu mới ngàn. 1 triệu ngon, chưa chuyển cho con lấy chung thôi. Lấy con làm tự mòm. Con không biết nha. What? Mà. Ok nha, dì cầm ơi. Người ta kêu dì cầm lên đỉnh một cái đi. Lên đỉnh làm sao? Lại biết gì cầm làm sao lên đỉnh đi. Gì lên đỉnh sao chị? Trời ơi, cái chỗ này chị cầm không biết lên đỉnh. Là mày treo lên bảo mày nắm. Thôi nói giỡn ơi, dì cầm được 1 vé đi ăn buffet luôn nha cả nhà.
có tiền đi xe không ai bao. Ok nha, anh Bảo có mời luôn, anh Cưng Nguyễn mời anh Bảo luôn nha. Không, anh mời hai người luôn. Cởi đến Cưng Nguyễn này. Cho anh Quỳnh, cởi anh Quỳnh cho đi vậy. Anh Cưng Nguyễn ơi, anh Bảo là tự trả anh Cưng Nguyễn ơi. Anh mời anh Quỳnh đi, tội nghiệp nó anh Cưng Nguyễn. À, anh mời anh Quỳnh đi. Dạ. Anh em nói cực nha, nói nặng gì chứ cội lắm. Giòn cái ăn cậy đi em, nó chửi nó lãnh nghiệp. Ổng binh mộng cầm mà. Trời ơi, nói chung giờ hai phe hai phái, bà cầm bà bận đồ nhiều sợ. Không có thời gian giặt đồ, đúng rồi, lo đi chơi ham vui không à. Đi bán rồi. Bán. Nó tắm về giặt rèm, bởi vậy mặc quà, nó ra ba đồ mặc quà. Cái ly bà này là có ly của bà đó mình cầm. Nè, cái nói đừng quay gì cầm nữa, cánh gì cầm xấu lắm, chảnh lắm. 247 của bà đúng không? Ừ. Chết mẹ lỡ uống rồi. Trời ơi, chết rồi. Gì vậy? Ổng bên ổng bên ai em không quan tâm đâu chị, bạn có quyền. Bạn có quyền bên ai đó nhưng không có ý nghĩa là lấy lý do bên xong chửi gì chứ. Vì chức không liên quan. Ờ, anh mời mà Bảo vui vẻ thôi mà em. Đó, mời anh Bảo rồi á, nói chung cao quý anh thì ta mời anh thôi. Tôi Nguyễn anh biết mà, anh biết tình cảm anh dành cho em mà thôi. Ừ. Em tình cảm của anh là cho dành tình cho em gái coi. Em nói chung em tự trả được ha, anh bao quên. Dạ quên đi đi anh Bảo bao mày kìa. Dẹp đi gì đi. Vì chức tốt cánh hơn bà cầm. Đi ăn ấp bê, dẹp lại em đi, đi ăn ấp bê. Vì chức cốt cánh hơn gì cầm rồi. Lên lầu luôn, lên lầu luôn, chứ thiện hết rồi đó. Bởi vì cầm đi đi khách sạn ảnh chưa? Chưa mà sao chưa, trời ơi. Đi đâu mà đi. Đó anh Bùi Lâm Bùi ơi, anh làm gì cầm thất vọng quá. Bên Hưng Dừng không thèm coi, trời ơi, tới công chuyện luôn. Nói chung bên nào cũng vui vẻ chị ơi, kệ đi, cái nào mình coi được coi. Nói chung là dĩ hoài vui quý chưa anh Cưng Nguyễn. Ok nha chị Bích Ngọc ơi. Đó anh Cưng Nguyễn mời dì cầm, anh Bảo, cô Bi Sim mời Quỳnh. Ta không cho là nói ca xạo. Có rồi nha, còn ok nha, mình là ok nha anh Vũ Nguyễn ơi. Trời dơ quá Bảo ơi, bá dơ trời ơi. Đó anh Hồ Hoàng ơi, gửi anh rồi dơ rồi anh ơi. Đúng rồi trời. Anh dơ thì anh cắm nha, chứ anh không có sợ gì á, cậy gì có ô mô đúng không? 250 trứng quá. Để gửi ghi âm cho còn. Ok nha, anh Bùi Lâm Bùi gửi gấp cho em đi. Còn bao nhiêu trứng mít thảo? Dạ còn 110, còn 116 trứng mít thảo anh Phúc Bông ơi. 116 trứng là chạy ra gần 700 ngàn đó anh. Quỳnh Nhiệt Thiền nhà cội. Giúp anh Phúc Bông mua trứng mít thảo kìa em còn. Dạ ok, Zalo còn. Zalo em là 0963 560 260. Bây giờ kính hết luôn anh. Còn 116 trứng bách thảo anh Phúc ông ơi. Còn 116 trứng. Nè ớm này lên luôn nè. Đó giờ bắt đầu mọi người chuẩn bị đi ăn buffet nha cả nhà. Còn 116 trứng bách thảo nha anh Phúc ông ơi. Lấy cái chỉnh này lên nha. Rồi sánh lên luôn đi. Rồi xong rồi lắng luôn. Đó chào 94 người đang xem nha. Đi xem em luôn anh ơi. Chúc cả nhóm đi ăn vui vẻ, buôn bán như chạy Tết. Đúng rồi. Anh còn bánh cát có nhân gì vậy, giá bao nhiêu? Dạ bánh cát của em là có nhân mặn với nhân chuối. Nhân mặn cặp lớn là 180, cặp nhỏ là 140. Nhân chuối cũng vậy nha cả nhà. Có bánh cát trứng muối á. Trời ơi. Trời ơi. Vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Trả luôn. Trời ơi. Trời anh Bảo dám làm điều ấy luôn trời ơi. Chê trên không luôn. Ủa ai mua bánh thảo vậy? Chưa ai mua, chỉ hỏi thôi à. Trời ơi trời, anh Bảo mạnh mẽ quá. Trời ơi ẩm mộng cầm lên trên không luôn. Đúng rồi, nó nói ba thằng. Trời ơi, tới công chuyện luôn rồi. Tới công chuyện. Ba thằng đều có. Dạ bánh cái trứng muối là 200 một cặp nha anh Tùng Quân Trần ơi. Trời ơi trời. Ủa trứng muối. Ba nhập lại Zalo ok nha. Trứng muối là nhiêu cặp? Ok nhanh Vinh Đình. Chơi trên không, trời ơi, chơi trên không, trời ơi, nói chơi trên không luôn rồi. Trời ơi, tới luôn cả nhà ơi. Vui vẻ luôn. Trời ơi, trứng này đã không? Đã không gì chồng? Đã lưng quá. Đã lưng hả? Ê, đã cái gì? Đã cái lưng.
Rồi cái lưng nó xích xuống lại gì? Rồi bảo cho nó cầm bị đỉnh luôn rồi. 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 Rồi dưới ướt hết luôn gì cầm ơi. Dưới ướt hết luôn rồi. Ướt hết luôn rồi gì chứ ơi, sao chứ? Mày, mày lau. Ủa anh bảo đẩy anh bảo lau chứ ai lau. Chứ lên này. Ờ anh dám bồng nổi mới sợ á. Thôi sang nha. Đi ăn lông không ăn dạ dẫn ra. Bồng hả? 1 2 4 6 7 7 người á anh Duy Phan ơi. Đi ăn đông không anh? Đông nha anh Duy Phan ơi. Là cỡ 6-7 người á. 7 người. Đó chịu. 7 người là lấy được con thỏ. Anh Tân Nguyễn đâu có đây đâu. 7 người là lấy được con thỏ. Ủa anh biết không? Anh gần đây bữa có tới đây anh nhậu lần mà. Ủa ai biết cần anh Minh nước ngoài chưa? Không, mà nó đây. Tân Nguyễn đó con. Sao mọi người không ngủ chú nhiều cho vui, chú nhiều đang bận bán nha cả nhà ơi. Chú nhiều chạy xe không bao giờ ngủ được. Chú nhiều chạy xe bận bán. Rồi bảo cho mộng cầm lên đỉnh đúng rồi, lên này lên đỉnh là fancy banh luôn. Chung mà đóng clip vậy thôi chứ chứ ở đây nhóm người nào cũng thương nhau á mọi người ơi. Nói chung là vui vẻ cho cả nhà ơi. Gì mà trên mạng có hôm mày nói em ghét mộng cầm. Có gì cầm nữa hả? Dạ có gì cầm nữa. Có đầy đủ nha. Đủ luôn nha. Nhóm chơi nhau 2 năm rồi mà ai mà không thương nhau. Đó giờ anh bảo lên tiếng bức xúc nào bên anh nói hết đi live stream anh dậu nè. Cái like cái kênh này sắp bỏ rồi anh cứ nói thẳng ra hết đi. Bậy giờ bậy giờ bậy giờ xảy nhỏ rồi, xảy nhỏ rồi. Tối ngày toàn ơi là toàn, bỏ like kênh của anh cho toàn. Đó bức xúc là cởi cởi nút luôn. Bức xúc bức nút mà. Đó nói chung vui vẻ nha cả nhà ơi. Chất trời mít này đem gì nhạn là hết sảy con bà bảy luôn đi chứ ơi. Gì chết. Chất vô trong con cầm nó của mình nó mang lên. Không có đâu gà tất cả này. Cái nào cái nào giặt ra là coi như lấy tính tiền đi. 70 gì chứ. Ôi, con cho cháu con. Ủa mày làm gì có cháu? Trời ơi, không có cháu chứ trời. Con sắp đẻ con luôn nè. Vợ hả? Nè, con nói thiệt nè. Cái đầu giống cọng lông lồn mà. Nè, con nói trước nè. Có gì trước đi. Ở trước đi. Có đi không? Con tôi trước đứng leo cây nè. Nè, mày có đi Nguyễn Chí Thanh không nè? Có xong con. Anh chạy ngoài mà. Trời ơi, ganh nè. Đứng đứng ngoài coi tự ghê chết. Tự ngoài coi tao lỗi á, đứng ngoài coi tự á. Con Nguyễn Chí Thanh mày lỡ xe ở nhà hả? Anh mày đi xe. Đi xe. Đó. Từ đâu của đó. Rồi chạy ra là 4 người đi. Đi về là chắc 200 lần người chạy ra cả 40 ngàn, 50. 50 hay 60 đó chạy về dạ. Chắc mắc hơn. Má. Đi 109 thì về câu 102, 103 nó về câu điểm. Em ghé hơn chứ còn muốn cái gì nữa. Ma trời thằng nước nó mới sạch gì chứ.